Rồi chú đến mua là chồng hay là bao nhiêu tiền cái cháu nhỉ? Không nọ. Ba thì 5.000 một cái. Ừ, mà ba rồi. Lấy cả đầu thì ba lấy cả đầu xong ba tính thành bộ luôn đi. Ừ rồi. Đâu ba lấy đầu phun xương nhỏ đúng không? Phun mịn đó. Ừ đấy như mẫu thì không phun xương. Mà nắp cả bộ thì nó bao tiền khoảng mọi người. Ba ơi, ba cứ tính dây là 5.000 một mét dây thôi cháu ạ. Ừ. Thế nếu mà cần có người đi nắp có đi được không? Có, vậy cho cái này mình tự lắp này. Cái này dễ lắm rồi. Lấy gì ạ? Cái không phun xương thì lấy mấy cái thôi. Ờ, chứ còn tê là để nối các cái ống với ừ. nhau để là làm cái giỏ giọt nước. Phun xương thì lấy khoảng 3 cái thôi. Là khun chấu hun mà có bao tiền rồi. Chấu hun là khun 60.000 một. Còn mình đã lắp được nhiều đầu nữa. Đấy không nhỉ. Đây thế này. Ông cứ bật lên phát là nó phe phẩy cả ngày rồi. Ừ. Đấy thì bác cái dây thiết này cái bao thì quế 5 cân nó đè lên. Thank you.
hai. À thế à? Mua giới thiệu cho chú xong về chú làm, chú cho đến. Chú lấy thêm ạ?